Đó. Người nào mà gặp con cá ông chết là người đó nghỉ đi biển luôn, xui. À, là người đó là con trai là trưởng nam. À, là phải nghèo là 3 năm mà để tang 3 năm luôn. Dạ. À. Phải chịu tang ổng luôn. Phải chứ. Là... Còn nếu như mà cái không chịu tang thì có sao không anh ba? Cũng như là cái phong tục người ta nói là dạ chào cô bác quý anh chị, hiện nay thì cũng gần 7 giờ tối và Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và phía trước mà ảo ảo cô bác quý anh chị đó là anh Trí, người mà có một cái ngôi nhà giữa biển. Hôm nay thì đến đây anh em sẽ hội ngộ tại ngôi nhà giữa biển như thế này. Ông gần khỏe không? Khỏe mày. Khỏe hả? Nhớ em không? Mày tao quái mày. Nhớ em không? Kỳ á. Hả? Nhớ em không? Nhớ đâu nhớ hả? Ông gần có dắt bà nào lại không? Không. Không hả? Rồi cô bác quý anh chị, hình ảnh cô bác quý anh chị đó là anh Trí, người mà sống ngôi nhà giữa biển này. Lúc nãy Bùi Hồ gọi mờ cho cô bác quý anh chị xem á, thì anh Trí bây giờ đang với một cái chiếc vỏ lãi ở đằng kia kìa và đón Bùi Hồ để ra đây. Tối nay ra đây có một cái chế ba từ Cà Mau lên ha, để chinh chiến của em. Phái của mày nó bảo là fan của mày đó. Thôi rất mong được vinh hạnh được gặp chế ba ha. Rồi thôi bây giờ mấy anh em mình sẽ lên một cái chiếc vỏ lãi đằng này nè cô bác. Người ta YouTuber người ta đi ban ngày không à, còn em là YouTube phở, thành thử ra là đi ban đêm. Không tiếu gõ ban đêm. Không tiếu gõ. Cô bác anh chị, đây là cái chiếc vỏ lãi của anh à, ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Đi trên những ống nước này đâu phải là ấy đâu, gớt một cái là thiết bị điện thoại máy quay gì cái là xong luôn á. Sáng ơi, Sáng ơi. Dạ được anh. Tới nhà Trí nè cô bác của anh chị. Trời ơi, thấy sóng sợ ghê luôn á. Rồi ướt cái vỏ này luôn rồi. Đây thì tới nhà rồi nhưng mà bây giờ lên cũng khó khăn đó. Sáng nay thì ba chị bà đãi cho mình một cái nồi cháo mực. Nhìn ngon ghê ha. Nói chị ba nấu màu gì, chị ba nói là nấu nhanh vậy là cơm qua cơm luộc lại á. Cơm luộc. Dạ. Mỗi người một chén. Dạ. Cháo xong rồi dạ, cà phê uống trước nữa kìa. Đang chờ với anh ba chế ba nè. Dạ. Đang mà anh ba chị ba ăn cháo. Cháo mặt hôm qua nhìn gặp là Khải Hùng luôn á. Mực này mực chúa. Chúa. Dạ. Cà ca, mực cà ca. Hôm qua mực nhiều một đống luôn á, ăn chỉ có phần nửa thôi mà ăn không nổi luôn á. Mỗi người ăn mà ba phanh như thế này thôi là no luôn á. Một đậu đây nè. Cái con này là cái con dầm xanh đó cô bác quý anh chị. Cái con này thì anh Trí ảnh chỉ cần treo cái những cái dải này là nó tự động nó đeo lên nè. Và nó sẽ đeo, nó sẽ bám như thế này nè. Đó. Và nó đợi cho cái thời gian mà sau thời gian này nó tự lớn lên là mình cứ bắt nó là mình ăn à. Còn cái con này là con hàu đá. Nè con dòm xanh nè, thấy không? Nó cứ đeo là nó dính vậy. Nó dính vậy là nó lớn là bắt lên ăn luôn nghe anh ba ha. Ở trong kia kìa một đống kìa, ghê không? Ủa nó đeo nhìn đã lắm luôn á. Nè vô đây nè cô bác anh chị thấy không, đâu có cho nó ăn gì đâu, tự nó bám vô luôn à. Ừ, tự nó đẻ con ra luôn á, một đống kìa. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác anh chị. Tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ sẽ nhờ chiếc ghe anh Vặn chở ra ngoài đây để mà thăm nghêu, chào nghêu. Tới được không anh Vặn? À, không sao hết. Cái cảnh này trước tiên là thấy nó đẹp, đẹp quá trời luôn à. Trời ơi, đẹp quá. Dạ.
mai mốt chế chế lên mạng xã hội. Trời. Thôi bây giờ đi xuống luôn. Xuống luôn đi. Ờ càng mà. Mày chào nhiêu con á hả? Chào nhiêu con. Giải ra. Giải ra. Dạ. Đã ghê không? Sống ở biển phải nói là ok luôn á. Vui luôn. Nó hút nhiêu hả anh? Nó hút nhiêu nó để đâu? Nó hút nhiêu rồi nó ở đâu? Rồi em nghe nhám nhám quá nè. Nhám là nó đó. Nè, ồ. Ồ. Này là nó nhỏ hay anh thấy? Nhỏ. Dạ. Lúc mình đã là 5.000 con một ký. Bây giờ trong vòng có 3 tháng thôi mà bây giờ nó còn xuống khoảng 1.000 con. Ờ à, là con này đây. À là con này đây. Lúc mà mình thả nó còn nhỏ hơn con này nhiều. Dạ. Con nó bằng đầu đũa, không nhỏ nhỏ đầu đũa. Nhỏ con này. Ồ. Ừ. Nhất là ba lớn này nè. Dạ. Bây giờ mới 3 tháng mà bây giờ ba lớn này. Mà nhiêu giống này ở đâu mình có anh? Mình mua ở Cần Giờ. Dạ. Ở biển Cần Giờ. Một đống ở dưới này luôn á. Nhưng mà giỡn đâu. Mấy chục tấn luôn. Dạ. Lúc mình thả 10 tấn. Điều điều ghê ha. Mình đâu có cần cho ăn gì anh Khải? Không, nó chỉ ăn phù sa, ăn tảo thôi. Dạ. Là cái công việc cào này để mình gãi ra. Đúng rồi, mình sang, nó sang thưa ra cho nó mau mau lớn nữa. Bây giờ nó dày quá. Dạ. Mình phải sang thưa nó ra. Có nghĩa là chia nó cho nó sống đều với nhau á. Ờ, sang cho nó rộng ra nữa. Dạ. Mấy con lớn bây giờ nó vùi ở dưới á. Nó dạ. Đẩy mấy con nhỏ lên. Ờ. Nên ở trên nó thì nó không có trốn được. Nhưng mà cái này ví dụ như mấy con em thấy có mấy cái vỏ nữa là nó hao hụt thôi anh. Đúng rồi. Nó có hao hụt chứ. Dạ. Mình đâu, mình chỉ cần thả xuống, mình đâu có làm gì đâu hả? Không. Hay ha. Cái máy này là làm gì anh Khai? Áp lực bơm nước để nó tống, nó xối cái nước cát ra, còn nhiều nó trôi trong cái lưới. Dạ. Cái lưới đó là... Lại đã coi, đó, dạ. Kéo lên đó. Ờ, thấy nhóc đâu mà. Cào cái nó vô lưới này hả? Ừ, đó. Ồ. Cào bao lâu là tới nhiều với anh? Kéo mà nặng thôi, chút xíu à. Mấy vòng đi. Vài mét rồi nó đầy rồi. Dạ. Bây giờ cái hồi cái mình đem lại lại kia mình gãi ra. Có. Ờ. Hay ha. Cô bác anh chị thấy nè. Cái này là tiền không chứ mà giỡn thôi nha. Đấy rồi. Nhiều lắm chứ không phải giỡn à ha. Mình đi mà có cái cảm giác cái chân mình ở dưới nó bị nó có nhiều ở nhiều ở dưới á. Tạm tạm dưới rồi đó. Tạm đây đó rồi. Ờ em tụng rồi. Ôi đây nhiều nè ha, dày ha. Dưới chậm thôi. Dày ghê á. Đi chỗ nào cào qua rồi là đi cố
Nặng hả? Anh đeo một cái đai đây nữa nè. Là đai. Giống như võ sư vậy hả? Đúng không? Ôi ướt ướt áo luôn rồi, ướt áo luôn. Cào lâu không anh? Cào gì lâu không? Tại vì nãy giờ nó nước nó cạn quá rồi mình cào không sấy lên nổi á. Đây là anh Tuấn nè. Ở dưới này là nghêu đụng lười con dữ á, nhiều lắm. Đó, cho cô bác anh chị biết cào nghêu là như thế nào nha. Đụng đụng mệt lắm, nó bị lúng ở dưới á, cát không à. Dạ. 6.000 con trong một ký á. Rồi bây giờ nghe nói là còn có 1.000 con hả anh Tuấn? Còn là kia thì không tới đâu, không tới ngàn. Không tới 1.000 con ký hả? Mẹ. Anh đã thả, anh thả đây 10 tấn rồi. Dạ. 10 tấn thì mà như đó không có hao. Dạ. Bây giờ cũng như đủ như nó còn ngàn đi thì nó 10 tấn thì giờ nó cũng ra được 50 tấn. Nãy nghe kể rồi, em nghe anh Ba kể rồi, có nghĩa là ngày 6.000 con ký thì bây giờ mình nuôi khoảng 6 tháng này còn khoảng 1.000 con ký đi. Không tới 3 tháng à, mới nuôi 3 tháng. 3 tháng. Thì mai mốt còn 500 con ký. Mà giá nó càng đội lên nữa. Ngày xưa anh mua nhiêu con là nó một bao nhiêu một ký anh? 800 đồng hả? Đâu có cái đó, đó anh mua cái hai mấy ngàn chứ. À. 6.000 mà 2.000 dạ. Gần 30. Anh bỏ anh thả bao nhiêu tấn? 10 tấn. 10 tấn. Ồ tiền tỷ không có giỡn đó. Có mấy trăm triệu à. Là mai mốt mình thu hoạch cũng giống vậy luôn anh Tuấn. Dạ. Dạ. Ở cái này mình kêu mình can ra mình là không dám cào cái kia, chợ kia nó đạp bể nghiêu hết cái. Dạ. Chừng nào mà gần đây vỏ lãi mình đem kia là mình can ra. Có con cá đằng kia luôn kìa. Okay. Phải nó biết bao nhiêu con nữa. Biết đâu, mình tưởng đâu là nghêu là tự nhiên, nhưng mà mình nghêu bây giờ người ta lại nuôi công nghiệp như thế này. Cô bác quý chị, cô bác quý chị nghe anh Tuấn nói không, thả một 10 tấn là nó sẽ ra được 50 tấn, là nó lớn lên nó sẽ ra 50 tấn. 50 tấn đó mà lúc mà mua nhỏ thì hai mấy ngàn ký, nhưng mà mua lớn lớn lên thì nó sẽ càng lớn, nó một là lên tiền mà lại lên con nữa ha. Nữa có nghĩa là ví dụ như mình
tới mình bán là kêu đã chừng 40 con, 40-50, có là chục con ký. Dạ. Ví dụ hồi đó 5.000 con ký mà tới giờ mình bán là 50 con ký à. Một ký thì nó ra nhiêu ký chẳng thì mình ra lấy về. Dạ. 10 tấn thì nó ra 100 tấn. Đâu có cho ăn giờ không? Biển tự nuôi luôn à. Nhưng mà cái con kêu con sò cái hao đó, cái hao hồng nó cao lắm. Dạ. Rồi, lôi hổi đằng kia luôn à. Cô bác với anh chị, sau một thời gian mà anh Trí anh cào những con nghêu ngay chỗ những cái vùng mà nó sống nhiều á, nó mật độ sống nó dày đó, thì bây giờ anh Trí cùng với lại mấy anh em sẽ đi gãi ở những cái nơi khác. Ôi sao mà mình biết chỗ đó nó thưa anh mình lấy mình gãi mình biết. Dạ. Lại mình đi mình thấy mình đạp. À mình đạp chân là mình cảm nhận được ha. Khu này nó vậy nè. Dạ. Làm gì? Con gì? Con này à. Sao anh? Con mà trời ơi, nó chỉ ra nó ngổn mà. À. Cái khu dân là như còn như bự nó không còn. Bự á, tại chưa tạo nè, có mông đồ nó làm của nó làm tạo bằng 200 mấy á. 400 luôn. Cả tỷ đang mà, cả tỷ thì cào đủ ăn được mà. Nghe nói tiền tỷ không à. Đủ mẹ con vậy đó. Có ăn được tí rồi. Má bữa đó ông tấn tháng đủ chú nói đủ mẹ đủ hết đủ mấy cái cảm cái. Mỗi một mùa anh Tuấn ảnh anh Tuấn ơi, mỗi một mùa vậy thu hoạch là khoảng gần 10 tỷ à. Tỷ chứ cưng. Tỷ theo ví dụ như nó đạt thì dụ như chục tấn nghêu 6.000 thì nếu mà nó đạt tỷ lệ nó đừng có hao hụt quá thì em sẽ kiếm được 1 tỷ được chứ. Dạ. Nhưng mà nó không biết đâu. Nghe bà cậu mà cứ. Dạ. Có khi cho những lúc trắng tay cũng có nữa. Thì đó cũng như nuôi tôm công nghiệp vậy thôi. Dạ. Nhưng mà em thấy nuôi này đỡ hơn, đỡ cực hơn nuôi tôm phải không? Đúng rồi, cái chi phí nó thấp hơn. Tại vì nó phù sa ăn thiên nhiên không à, còn với chia tôm thì ví dụ như em gãy ban đầu thì nó còn đỏ, nếu mà gãy trở về sau này vài tháng sau là nó gãy thì em cầm hợp. Dạ. Còn như trước sau thì nó cũng thế. Dạ. Chi phí mình ăn thôi. Nó độ an toàn hơn. À. Bây giờ đến dùng nước sâu nè, anh Tấn cũng đã tới luôn quần anh Tấn luôn rồi. Giờ bắt đầu gãy nè. Cảm ý nha anh Tấn ơi. Rồi. Này giống như xạo phân quá ta. Là lúa. Gãy bung lên. Quay gì mới biết thì cái nghề nuôi nghêu là như thế nào, chứ không quay thì đâu ai biết cái nghề nuôi nghêu là như thế nào đâu. Màu lớn lắm, nó đi lâu lâu. Dạ. Dạ. Làm này mới thấy được cái giá trị của biển của nó là ghê gớm. Rồi chắc kết thúc clip này ở đây. Cô bác anh chị, cho cô bác anh chị hiểu rõ là như
nuôi nghêu là như thế nào. Cô bác quý anh chị thì bây giờ chế ba đang nấu cho một cái món gọi là cá lạc nấu canh chua. Trước giờ thì dạ bong bóng đó đó hả chế? Tại chế ba thì là một làm tàu biển ở Cà Mau nên là nữ là hải sản đồ tươi gì có hết à. Mà cái con cá này nó lớn dữ hả chế ha? Cá này là 5 kg nó lớn nữa. Dạ. Có chục kg em. Dạ. Nó dữ lắm cá này. Mà mỗi 1 kg vậy là mình bán là bao nhiêu tiền hả chế? Cá này dạ, ký tươi chắc trăm mấy à. Dạ, mà con cá này hồi sớm giờ 2 kg không? Cá này à, cá mình có 5 kg à. 5 kg hả? Dạ. Ô ghê vậy. Tụi mình đây còn thao đó. Cá mình có 5 kg à. Ờ bên đây nữa nè. Ồ, mà cá này là mình làm món gì ngon chế? Chế nấu canh chua nè, em muối chiên cũng ngon nữa. Muối chiên cũng ngon nữa hả? Ừ, cái này chế nấu canh chua, ngồi mình ăn lẩu. Dạ. Gặp chế mới được ăn cái món này chứ đâu có biết cái món này đâu. Ở dưới biển chứ đem lên nè. Dạ. Đem lên. Hôm nay được chế đãi một cái món rất là thịnh soạn luôn cô bác quý anh chị, đó là cá lạc mà nấu canh chua. Mà cá lạc trước giờ mình chỉ nghe thấy con cá lạc nó nhỏ nhỏ thôi. Ê. Mà nấu canh chua mà làm khô không à, chứ đâu có nấu canh chua giống gì đâu. Ừ, nhỏ nhỏ em làm khô á, em chiên để nguyên con chiên luôn ngon lắm. Dạ, người ta nói khô cá lạc là cũng mắc tiền lắm. Mà bây giờ một con à, ghê không? Ghê không? Thịt nó chắc thơm lắm, thơm thấy lắm, được. Ngon. Dạ. Ừ. Đã ghê á. À, cái anh... này 5-10 kg là... Cái này là để tụi em lên cho Bùi Hồ ra nó biết. Cảm ơn chế rất là nhiều nha. Hôm nay cũng may mắn có phước gặp được chế á. Dạ. Ở đây luôn á. Mà mới móc xuống đi chứ đem mồi bén không à. Dạ. Một con cá nằm mà 5 kg mấy anh hai phải đem từ Cà Mau lên á. Còn một đống ở trong kia kìa. Cá này là chế sáng nấu canh chua này, ngon hết sỉ luôn á. Cái này gọi là ba chế và chét. Còn bên đây là cá thu hả chế? Cá ngừ á, cá ngừ. Cá thòn mà nó giống giống cá mòi á. Dạ. Ngon ghê á. Còn món này nữa là đặc sản biển không à. Thật ra thì chắc anh ba với chị ba, chế ba là ít ăn hải sản lắm. Nhưng mà biết mình ở Đồng Tháp nên toàn là làm món hải sản không à. Đây là mực kho khóm hả chế? À, cái mực xà khóm. Dạ nhưng mà chỉ có cái tua mực không à? Không, không có mực tua đó. Dạ. Con dạ, cô bác anh chị xem ha. Khỏi. Hôm nay một món ăn ngôi nhà giữa biển, món ăn này có 102 luôn á. Ờ, anh ba là làm bên nghề biển đi thuyền cá là bao nhiêu năm anh ba? Anh đi lúc anh đi là 20 mấy năm về trước rồi. Dạ, rồi bây giờ anh để cho lính đi không hả? Ừ, bây giờ anh mua là một cặp ghe. Dạ. Cho nó đi cầu nó qua bên Thái. Dạ. Mã Lai. Ồ ghê vậy. Dạ. Ừ. Đi bán á. Bây giờ là ghe của anh ba đi đánh bắt ở xa bờ mà ở nước bạn luôn hả? Ờ đúng rồi. Cặp gánh. Nguy hiểm không anh ba? Không, bình thường. Là hải quân nó với là mình đó, bình thường vậy đó. Dạ. Cái nghề mà đi biển anh ba thì dạ. Tại sao người ta lại thờ cá ông anh ba? Cá ông thì cái đó là hồi ngày xưa tới giờ. Dạ. Ừ. Coi như là cá ông là ở ngoài biển á thì nó phải có một cặp mực. Và một cặp là cá đao đó. Khi là ở ngoài biển là ông là cứu những người mà bị mà đắm chìm hay là bị tai nạn gì đó, là ông là khả năng ông là ông cứu được là ông cứu. Còn khi nào mà ông mà có chết đi chăng nữa, người nào gặp đầu tiên nhất là người đó là phải là thờ ông là 3 năm để tan luôn. Ờ là để tan luôn. Rồi khi ổng trường lên bãi á, tấp vô bãi chết rồi là một cặp cá đao á là nó phải lên luôn lên bãi nằm kế bên mà nó chết luôn. Đó, còn cặp mực nên mà. Là cặp mực nó là chết ở ngoài biển. Ờ coi như là cặp mực là nó chết.
Mà tại sao con cá, hai cá đao với lại mực là phải đi theo cá ông vậy ba? Đó là lính, lính là trung thành mà. Dạ. Coi như là khi mà cặp mực á, là những con cá nào mà vô mà con cá ông á, như là nó muốn là chém ông hay là muốn làm những cái gì á, là mực á, nó phun mực ra nguyên một vùng biển là đen hết. Rồi những con cá mà muốn vô là mực đen á, là nó nhào vô á, thì bị một cặp cá đào là nó chém á, nó chém nó chết á. Còn khi nào mà ông á, mà chết rồi á, là cặp cá đào nó cũng trung trung thành luôn. Là cũng phải chết luôn, nó cũng đâm vô trong bờ chết, tự chết luôn, tự chết. Có một cái tích là nếu như mà cá ông mà cứu không được thì cá đao nó sẽ chém cá ông luôn, có không anh? Có khi nào mà như thế cái ghe người ta bị đắm là chìm rồi, người ta là cầu á, người ta cầu nguyện, nhưng mà ổng mà cũng chẳng trên đường ổng chạy lại, nếu mà ổng chạy là trễ là cái ghe nó bị tai nạn á, là cặp cá đao là chém ông chết luôn. Ồ. Chém cứu, ông chết rồi con cá đao hy sinh luôn. Coi như là cứu là cứu người á, là ổng bự lắm, ổng như là cái tấm dáng vậy, ổng nâng đỡ chiếc ghe, nâng đỡ lên vậy đó, đưa vô chừng nào tới trong cạn là thôi. Khi nào á nhiều chiếc ghe nó bự quá mà ổng mà lại mà trễ mà cái ghe nó bị tai nạn này kia, ổng cũng vẫn là cứu vậy, mà ổng đưa vô tới bờ là ổng học máu, ổng là sặc máu rồi chết luôn. Chết. mà ngay cái chỗ mà cá ông chết là vài ngày sau là cá đau lại chết luôn hả? Chết luôn, đâm lên đó mà chết. Còn mà đặc biệt á, ổng á là chết, coi như là ổng chết rồi là không có cái con ruồi con gì bu á. Dạ. Khi nào mà thịt ổng gã ra hết trơn, bị bự quá mà, thì người ta từ ở biển á, là người ta đấy, đem lên từ từ người ta gáp lại, thì con cá nó tới 20 mấy tấn, 10 mấy tấn có mà. Đó. Người nào mà gặp con cá ông chết là người đó nghỉ đi biển luôn, xui. Là người đó là như là con trai là trưởng nam đó, là phải nghèo là 3 năm mà để tang 3 năm luôn. Dạ. Phải chịu tang ổng luôn. Phải chứ. Là... Còn nếu như mà cái không chịu tang thì có sao không anh ba? Cũng như là cái phong tục người ta nói là coi như là ổng là gặp là như là con trai là trưởng nam. Dạ. Là phải để tang 3 năm, thờ 3 năm. Chỉ là một người nam trưởng ở trong nhà thờ thôi, mấy người kia để tang thôi, không mấy người không chỉ cả. Có một người gặp. Dạ. Nếu mà ổng mà trôi vô chết ở ngoài biển cũng vậy nữa, mà trôi vô trong má. Dạ. Thì tất nhiên là người nào gặp đầu tiên á, chỉ có một người mà. Dạ. Là người đó là con là trưởng nam. Dạ. Ô, ngộ ha. Ừ. Ngoài việc đó thì việc đi biển nó có cấm kỵ gì không anh ba? Không. Em có nghe nói là một cái tích là những người mà đi biển á, thì khi mang con cá trên cái thuyền á, thì họ không được lật con cá lại, mà chỉ gỡ xương ăn hết phần thịt đó rồi gỡ xương ra. Không, cái đó là tại vì người ta là tin tưởng, cũng như là con cá ăn rồi mình ăn bề này trở bề kia là ta sợ là lật ghe. Đúng rồi. Người ta sợ như đó, nhưng mà đâu có. Dạ. Bình thường. Nhưng mà là ông á, là nói chung á, là nhiều là tỉnh mà nhiều là cửa luôn. Còn đặc biệt á, là sông Đốc á, là ngày rằm tháng 2. Ngày rằm tháng 2 á, là mình phải cúng. Mà ngày xưa á, là các ông nó đi vô trong cửa sông Đốc, khi nào mình cúng mình vừa ra mình gặp ổng á, là ổng xịt nước lên rồi là ổng lặn xuống, cứ như là ổng chứng nhận rồi á. Còn ngày nay thì giờ người ta quýnh cạn nhiều quá, người ta quýnh cạn nhiều quá động. Bây giờ là tới ngày đó mình cũng vẫn cúng nữa, mình đi ra ngoài cửa ghe chạy hoài, và ở chùa ông á, người ta xin keo, xin chừng nào được người ta quẹo đầu vô. Còn ngày xưa là ra là gặp ổng mà ổng xịt vòi nước lên luôn. Linh quá. Trên lưng ổng có cái vòi nước cũng như là rồng vậy đó, xịt lên luôn vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ người ta quýnh cạn nhiều quá, động quá,
Thành ra giờ người ta mình ra ngoài là mình đưa ông đi đi là mình phải xin kèo. Anh ba là từ tay anh ba đi biển đi tàu hai mấy năm luôn. Ừ. Rồi sau này anh ba thì mới nghỉ để không có hai mấy năm gì trước là anh đi biển sông Đốc á. Còn bây giờ là mình có ghe thì mình giao cho bạn với là tài công đi mình chủ mình ở nhà. Rồi nếu như mà mình đánh bắt mà trúng cá ông thì sao anh ba? Ít lắm. Người ta biết liền. Tại vì là ổng á, nếu mà mình mà gặp ổng á là ổng nổi khịch là ổng xịt nước vòng mình là mình biết chứ. Dạ mà mình không đánh. Mà cá ông bự lắm. Cá ông bự dữ lắm. Dạ. Dễ gì mà dính. Hôm qua em có nghe anh ba chia sẻ là cái câu chuyện đó là bà ba, bà năm, bà bảy. Đó. Ừ. Là anh ba có thể nói lại cho em nghe không? Bà ba, bà năm, bà bảy á là nhiều khi người ta không biết á là nổi á trên biển mà ghe nào mà quýnh được những cái con đó là xui lắm, mà cái con đó đó là cái hình thù nó cũng như là cái con ba ba đây. Những người ta không biết là như là con ba ba, nhưng mà người ta đếm ở trên lưng đó là nó có cái dãy. Cái dãy ở trên lưng á là coi như là mình lỡ mà cào dính bà năm bà bảy ra mà lỡ chết rồi á là ở ngoài biển là phải là chạy vô bờ phải chôn đó, là phải là quấn khăn đỏ chôn rồi mà làm như là một cái mộ vậy đó, chôn đó là có một chỗ chôn. Cái chỗ đó chôn là biết sao là ở mấy cái người ở trong chùa, ở trong chùa ông mấy người đó biết là người ta phải cúng rồi xong người ta chôn. Nếu như mà không chôn thì có bị gì không anh ba? Thì thường thường á là những người á mà cào dính vô như vậy á là cái chỗ là hết thời đi, cũng như là vậy á, cũng như là người ta nghèo đó, làm ăn không được luôn. Ừ. Dính vô đó là coi như là thường thường là ta bán ghe là nhiều lắm. Dạ. Ừ. Coi như người ta không có bằng được gì chứ, là coi như là đã tính bán cho người khác là người ta đổi chủ khác đi, nó vậy á. Còn cái người chủ đó là coi như là xui lắm, người ta nghĩ là vậy. Trong vòng thì cũng thấy là xương cá ông và người ta thờ rất là tôn trọng. Mà hôm nay nghe anh ba chia sẻ mới thấy, và ở trong dinh cá ông thường là có là xương cá đao nữa hả anh ba? Có một cặp đao đó, thờ một cặp đao. Dạ. Ừ. Có nhiệm vụ là nó chinh chiến bảo vệ cá ông. Đúng rồi đó. Mà cá ông mà cứu không được là giết luôn cá ông hả? Giết luôn cá ông nó chém á. Cá ồ hay ha. Ừ. Mà cá đao đó người ta có khai thác thịt không anh ba? Không ai bắt được đâu, không ai dám bắt á. Mình á là nói chung là gặp cá ông là ta tín ngưỡng lắm, ta sợ lắm. Thôi, đó bữa cơm rồi, mà anh ba ăn cơm. Rồi. Ok. Quay nữa. Anh Trí sáng giờ mệt không? Mệt mày, rung giò cho tao ơi. Dạ hả? Rung giò chưa? Nói rung giò. Mỗi một cái cào gì nó nặng không anh Trí? Nặng, đụng lôi ba cát dưới cái giò mình bồn dưới nước lết. Sáng của anh ba. Sáng có hai tô cháo mà đi tới giờ, hai chén cháo đi tới giờ. Nói chung là hôm nay mà cảm ơn anh ba với chị ba rất là nhiều. Để cho em ăn cơm, bữa cơm ngon nè, thịnh soạn ghê á. Nói thật với anh ba với chị ba, hồi nhỏ giờ là chưa gặp con cá này sống luôn, nó chỉ là ăn. Chưa ăn cá biển mà em đâu phải sông mình đâu. Dạ mà chưa gặp luôn á, chứ đừng nói là ăn. Sao? Anh Trí có ăn chưa? Tao làm quà gì. Một dạ cảm ơn chị. Không mồi biển không, cá này là cá đói. Cái đó làm quà. Này là mực tua, này là cá ngừ. Cá ngừ kho của mực mình luôn hả chứ? Dạ, mình ba chị ba. Anh Khải. Sáng giờ đói không anh? Cũng hơi đói em. Cũng hơi đói hả? Quá đói luôn chứ gì nữa. Sơn thống vậy. Dạ. Để ăn cho cô bác anh chị xem mà. Quá nhiều vậy chứ bà. Ngày rồi. Hơi nấu được cơm hơi nhiều mà hết nước. Ngày nữa còn hay gì? Không còn luôn, còn cả đống. Còn cả đống. 5kg rồi mới ăn cho hết. Một cái con này 5kg á. 5kg à? Dạ. Chị ba gặp hơi là không biết làm con gì luôn á. Mà lúc mà đi quay rồi không có hay. Cái lúc rồi còn ấy em lại coi. Tao bắt ốc cái này tao nghĩ.
Vâng. Bắt cái dễ quá đã lại ra. Dạ. Bắt cái dễ quá. Em hay cũng dễ. Học cái vô không thấy anh trường lên trường anh đã rồi chứ. Anh ba với chị ba ăn hải sản gì rồi có thích ăn đồ đồng không? Ít lắm kìa. Ừ. Dạ. Em ăn này mà. Dạ được rồi anh. Nè em ăn thử nè cho biết. Dạ, dạ, ăn được. Cho biết nè. Bỏng lắm. Ơi ơi các ăn đi ăn đi ăn, dạ. Đi ăn cho biết. Nó béo quá mà. Ừ. Anh ba để nguyên một cái bong bóng luôn. Con cá lạc đó là cái chị bong bóng là nó mắc hơn cá rồi, mẫu ra nó bong cá. Ta mẫu ra ta lấy bong bóng á, người ta bán. Người ta đi quay càng ngày càng ốm chứ em đi quay càng ngày càng mập quá. Dạ. Ôi một này gồm có trứng hả? Trứng với bong bóng. Ăn này coi như á. Cái con cá bự này ta lấy được cái bong bóng rồi à. Sáng. Dạ. Thử cái chén. Ăn thử coi thử giòn nó. Gấp cho sáng ăn. Ngon quá. Béo anh mà. Ừ. Béo kìa. Ừ. Mà cái bong bóng bự ghê ha. Bong bóng nó mắc á. Dạ. Bong bóng nó. Còn sáng ăn miếng. Dạ rồi. Ăn cái thôi coi biết này kia bằng gì. Giang. Bao tử. Bao tử. Đây lấy tay á, sẵn sẵn cho. Dạ rồi. Thôi để kia đây cái kéo. Kéo các. Cái này là cái bong bóng chứ không phải là cái bao tử nha. Dạ, bong bóng để nó lên ngớp á. Bao tử chế em. Thấy ok á. Bao tử cho bé. Cắt luôn đi chế. Dạ. Ăn cá thì nhiều đi, hồi nữa còn ngoài nhiều lắm á. Cá mình mạnh đi thôi, chán rồi, quá trời luôn rồi. Con cá mà chỉ cắt ba khứa thôi là ăn nguyên một nhà luôn. Bằng bự luôn. Đi chăm sao thì em đứng đụng ra dịnh cho êm đây chăm không đi mò cơm khoái lặn nước dữ liệt. Ừ. Cơm chút rồi cơm ơi cơm ơi vô mất luôn cơm ơi luôn trời ơi cơm ơi dạ dữ ngon thôi ăn lên luôn ăn lên luôn ăn thử lắm ăn thịt xong đi ăn thịt xong ừ đúng như mỏ mình tiên bữa lần đầu tiên có nhiều đã trời sao mình cũng không hết gấp luôn. Để hưng cá là ăn được. Ăn vậy nát cá hả? Ừ. Cá này nó vị béo nhiều hơn vị ngọt hay chưa ba? Ừ. Dạ. Này là cá lạc ha chị. Ngoài Bắc kêu bằng cá đậu phộng. Có gì? Vậy? Lạc là đậu phộng gì? Trời. Mà đi Bắc nó cũng đỡ buồn vui. Đó ăn. Này nhờ nhúng nó mới ăn. Nhúng rồi. Làm chơi nó nhúng luôn. Được rồi, được rồi. Wow. Ăn cơm. Dạ cô bác anh chị, thì hiện nay là 2 giờ rưỡi chiều. Mọi người ở đây người ta cũng đã ngủ hết rồi. Cagamen với lại anh ba chị ba người ta ngủ ở trên kia. Bùi Hồ với là anh Khải với là anh Trí đi làm rồi. Bùi Hồ vẫn đang nằm ở đây thì được chị ba đưa cho cái gối về cái chiếc chiếu. Cái cảnh ở đây mát lắm luôn á. Ngoài sau này nè, nơi đây là cái sàn này là thủy sản anh Trí nuôi nè, đó là con dòm xanh. Hồi sáng Bùi Hồ quay cho cô bác anh chị xem cái con dòm xanh đó, thì mình luộc ăn đồ rất ngon và nằm ở đây cái cảm giác rất là thoải mái luôn. Chị nằm đây thấy nè, đó, đây là gì đây? Đây là một cái cây ớt đó, cây ớt này anh Trí trồng, ớt đây là ớt chia mỉa đó, đó có cảnh luôn đúng không? Và đây là bầu trời, ngoài kia là biển và anh Trí với mọi người vẫn đang nằm ngoài kia kìa. Mọi người thì ngủ ở trên này nè, còn mùi hồ phải xuống đuổi xuống như này ngủ bụi chứ vui lắm. Ngoài trước mặt của bác anh chị ngoài đây nè, đó là hang tiền, không biết mọi người có thấy rõ hay không.